chào mừng quý độc giả đồng hành cùng Phong Thủy và Số Phận. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và bật mí những điều huyền diệu xung quanh cái tên của mình. Mỗi con người khi sinh ra đã được đặt cho mình một cái tên riêng biệt. Thế nhưng đó không đơn thuần chỉ là tên, mà nó còn chứa đựng những huyền cơ về cuộc sống của chủ nhân mà chúng ta không hề biết đến. Xem tử vi tên là phương pháp luận giải tương lai, vận mệnh của quý bạn thông qua tên gọi của mình. Xem tử vi tên sẽ sử dụng tên của con người, sau đó áp dụng sự huyền bí của phép luân chuyển kinh dịch để luận đoán. Với một cái tên sẽ tương ứng với một quẻ trong kinh dịch, phản ánh tất cả những điều liên quan đến cuộc sống của con người. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ giúp bạn có một kết quả chính xác nhất về tên của mình. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tên. Hành thủy. Tên của bạn tương ứng với số 6. Số 6 tượng trưng cho sự hòa hợp, thẩm mỹ, ổn định, quân bình, nhịp nhàng, hy sinh. Số 6 có ý nghĩa quyến rũ, nhịp nhàng, cân nhắc, chọn lọc và tự do. Số 6 của bạn tương đương với thần ái tình trong lá bài Tarot và liên hệ với sao Venus. Về tính tình và nhân cách, họ là những con người cứng cỏi, mạnh mẽ, tin cậy, cao thượng, tế nhị và rung động sâu xa trước cái đẹp. Bản tính nhân ái và rất chú trọng tới hạnh phúc của người khác. Tuy có thể hoạt động tích cực ngoài đời, nhưng trọng tâm đời sống và gia đình. Hy sinh cho gia đình, đến dễ thành chiều chuộng quá mức, rất có lương tâm và ưa sự chính xác, mẫu mực. Họ thường hay đảm luôn các việc của những người khác, thường quá đi sâu vào chi tiết, nên hay bị lo lắng và không an tâm. Bên cạnh đó, họ có tính điều hòa, mềm mỏng, nhẹ nhàng, nhu mì, trầm lặng và duyên dáng, dễ tạo nên cảm tình với người chung quanh. Bởi tính yêu mến thiên nhiên, rất dễ kết bạn và giữ được tình bạn lâu dài, được mọi người yêu mến, rất ít khi ghét ai, trừ phi người nào đe dọa tới hạnh phúc của họ. Khi đó họ có thể trở thành một con hổ dữ. Họ thích những cái gì xinh xắn, đẹp đẽ. Nhà ở của họ thường phản ánh sự yêu thích mỹ thuật, thường thích hội họa, âm nhạc, điêu khắc. Là chủ nhà hoặc chiêu đãi nhân viên được cảm mến, thích giải trí, xã hội, hội họp, tiệc tùng và tổ chức rất khéo léo. Họ thường có khuynh hướng về lý tưởng, nặng nề về tình cảm, không ích kỷ, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, không cần phải đợi chờ. Nếu đặt sự rộng lượng và đúng hoàn cảnh thì tránh được việc bị lạm dụng, cần phải biết từ chối, biết trả lời không trong những trường hợp bị đòi hỏi quá đáng. Trong vấn đề công việc, năng khiếu và tiền bạc, đối với những người có con số 6, có óc sáng tạo, rất dễ thành công trong các địa hạt, nghệ thuật như viết văn, hội họa, điêu khắc. Nếu không dồn hết tâm trí vào gia đình, không bị lôi cuốn bởi tham vọng, họ rất thích thành công nhưng không phải chỉ vì quyền hành. Họ thường dễ thành công nếu được sự thúc đẩy và giúp đỡ, khuyến khích của người thân. Bản tính nhân ái khiến họ đạt được nhiều kết quả quan trọng trong các ngành nghề như hội họp, hoạt động xã hội, bác sĩ, y sĩ, công cuộc từ thiện, săn sóc nhi đồng. Bởi vì tin cậy được nên có khả năng trong các công việc như thủ quỹ, thủ kho, kế toán. Khi họ là nhân viên, họ có thể coi như hoàn toàn và thật thà, trung thành, chú ý tới chi tiết, thích tự hào khi đã chu toàn công việc. Khi họ là chủ nhân cũng tốt bởi vì biết chú trọng tới đời sống của nhân viên. Tuy nhiên, cần phải biết nghiêm ngặt, đừng để tình cảm lấn át công việc quá nhiều. Cũng không nên có cảm tưởng là họ chẳng thể nào hoàn toàn hoặc làm nên trò trống gì. Còn về vấn đề tiền bạc, họ thích yên ổn và vượt cao hơn mọi người. Vì vậy, ít khi họ kiếm được một tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, họ thích chi tiêu hợp lý, ít mắc nợ hay phung phí tiền bạc. Tuy rộng lượng về các thứ khác, nhưng ít khi rộng rãi về tiền bạc. Kể cả đối với người trong gia đình, không ham sang giàu, bằng cuộc đời, thời cơ và may rủi. Tóm lại,
họ là người rất cẩn thận và chặt chẽ về tiền bạc. Trong tình duyên, họ quan niệm về tình yêu không viển vông và lãng mạn. Đối với họ, tình yêu có mục đích rõ ràng và gắn liền với hôn nhân, cho nên trong việc giao thiệp với bạn khác phái luôn luôn có ý nghĩ xây dựng lâu bền. Khi kết hôn, chỉ còn biết gia đình, hầu như thế giới bên ngoài không còn gì khác để hướng tới. Rất dễ cảm xúc và trang chứa tình thương. Đối với họ, yêu cũng cần như thở vậy. Sự thương cảm này có thể vượt quá mức và làm họ đau khổ. Kết hôn thích hợp nhất với người mang số 6 và số 2, có thể hài lòng với những người có số 3 và số 5. Giữa số 6 và số 4 thường có sự xung đột, xích mích. Tuy nhiên, hai bên có thể tìm hiểu nhau để đi đến sự hòa thuận. Xa cách và tương phản nhất với số 6 là số 1 và số 8, không thích hợp với số 7, trừ phi một trong hai thay đổi hẳn tính tình. Trên đây là những thông tin về các bạn có tuổi tương ứng với số 6. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Phong Thủy và Số Phận. Đừng quên like và chia sẻ chương trình.